Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bản Sắc Dân Tộc của vợ chồng mình nhé. Hôm nay vợ chồng mình làm một cái chân giò lợn các bạn. Đây là một cái chân lợn đằng sau nhé các bạn. Hôm nay sẽ lấy về mình làm cái món giả cầy. Mùa đông, cái mùa lạnh lạnh này. Làm món này ăn rất là tốn cơm các bạn. Món này ăn rất là ngon. Hôm nay là ngày nghỉ lễ Tết Dương Lịch các bạn. Đây là ngày mùng 1 đấy. Thì bọn trẻ này đợi ở nhà rất là vui. Đấy, mình sẽ thui qua như này để cho nó hết những cái lông thì tại vì người ta làm cũng sạch ấy. Vàng ở đây nhờ. Thui thêm một ít ở chỗ móng này rồi. Rồi, thui thế thôi các bạn. Tạm qua qua xong lên đi rửa để tí nó chặt ra mình hay sao. Chủ yếu thui cái bên đằng khỉu thôi. Lấy đâu hai củ. Củ kia với củ này là được. Củ mới làm xong rồi. Thoải mái. Sẽ lấy thêm xả các bạn. Hai cái gốc xả của nhà mình mới trồng được, mới gây được, nó mới ra thành búi như này thôi. Ngày trước mình trồng ở bên kia cơ, nhưng mà tại ở đất nó cằn quá với cả nó hay lụi, nó kiểu như nào ấy, nó con gì nó ăn nó chết. Con gà nó hay dẫm. Con gà là các thứ nó dẫm lên ấy. Mình ở đây mình rào được. Gia vị hôm nay làm món giả cầy này. Chân giò giả cầy là đây là có cái này là cái gì nhỉ anh nhỉ? Mẻ này, tương này, đây là mắm tôm này các bạn, trong là muối này, mì chính này, rồi lại thêm một ít rượu nha các bạn nhá, cho nó thơm. Cái này là nghệ này, sả này, riềng nữa. Đấy, bằng đấy gia vị đấy nha các bạn nhá. Ngon. Các bạn ơi, cái này là cái nồi với lại cái chậu, cái thau kia là cái gạo để mình ngâm đi làm mì khô đấy các bạn ạ. Đây này, ngâm hai cái, ngâm để ăn Tết đấy, làm mì khô để ăn Tết đấy. Ra ngoài vàng ươm luôn à. Cho thôi.
tường. Anh cho ra nên là nó có cái ga các bạn. Cái ga. Tương này, cái kia là mẻ. Tương này, mẻ. Mắm tôm. Còn đây là nghệ xả với cả riềng nha các bạn. Cho xuống ít rượu đảo cho nó đấy. Để cho nó thơm các bạn. Thơm quá. Thơm nhỉ, thơm lưng nhá. Cái chân đỏ em thấy đấy. Thơm nhất là mùi mắm tôm. Sắp được rồi đấy. Cho nó nhừ một tí là được. Tại vì cái lợn nó dài các bạn. Nó hơi dai. Ninh khoảng một lúc nữa. Nhừ nhừ ăn mới ngon. Rửa tay sạch chưa? Đâu về lại mà rửa tay sạch rồi đấy. Ái da, ái da. Múa quạt đi, múa quạt cho các bác xem nào. Đấy, cầm múa quạt đấy. Tôm chào ai chưa? Chào được rồi, nhừ lắm rồi. Mình chủ trương cho cái nước vào sệt sệt đây các bạn. Để tí nữa mình ăn ăn với cả bún cho nó ngon các bạn. Được rồi đấy, bây giờ bỏ ra. Wow. Thơm không? Thế này ăn mới ngon này. Nước đâu mẹ? Hả? Nước đấy. Con đọc đi. Ngon nha, nhìn ngon nha. Nóng quá, nóng quá. Tôm khoanh chân vào chưa? Khoanh chân vào nha anh Tuấn ấy, đúng rồi. Con mời các bác chưa? Con mời các bác. Ăn gì? Ăn mì. Ăn mì với gì cùng con? Chấm thịt và thế. Mì với mít thịt. Đúng rồi. Mì ngon. Tôm ăn tải thế nhỉ? Nóng không con? Nóng không con? Cầm cũng được. Tay rửa sạch rồi. Đây bát của con đây. À, dịp vẫn còn nghỉ lễ. Ờ đúng rồi, chan cái nước này vào ngon lắm Tuấn ạ. Chan nước. Tôm lấy mì không? Con lấy mì không? Mẹ lấy cho chan nha anh Tuấn nhá. Được không? Vâng chứ. Mẹ lấy vào đây nhá. Đây, bát của em tôm đây. Bác con. Bác con. Ăn đi, ăn miếng thịt xem nó ngon không nào. Ăn. Nào con ăn miếng thịt. Ăn vô xem nào. Đứng thẳng lên, à ngồi thẳng lên. Có quả xương phải không? Thế nào? Ngon. Nhừ không con? Có dai hay là nhừ? Nhừ. Nhừ rồi á? Đây, bánh mì của bố là đầy. Phần này phần của bố. Món này chan bún cơm lắm đấy các bạn. Mời các bạn nhá, mình mời các bạn thưởng thức cùng gia đình mình nhá. Đây miếng thịt. Con ăn miếng thịt nạc đây này. Tôm. Bát của em tôm à. Mẹ ăn miếng này, miếng to nhất. Mời các bạn nhá. Rất là thơm các bạn. Thơm. Thơm mà ăn cùng bún nghe về rất là hợp. Mà nước thịt này chan bún rất là ngon, mùa hơi lạnh lạnh này ăn rất là ngon các bạn. Bún chan này nhìn này. Ngon. Đấy, giờ các bạn nhìn miếng thịt ngon chưa? Mời các bạn nhá, mời các bạn cùng gia đình mình nhá.
đây chị. Em tôm nè. Tuyệt vời. Con không ăn mỗi khi. Hai mắt nữa không? Ngon nào? Được một bát rồi. Món này ăn với bún thì quá hợp luôn các bạn. Quá hợp luôn. Mình cảm thấy làm này là ăn rất là hợp các bạn ạ. Nếu mà ăn với cơm với bún ấy, nếu bạn nào tham khảo thì có thể làm theo cách của vợ chồng mình nhá. Còn các bạn có ý kiến nào hay hơn hoặc là cách nào hay hơn thì có thể cho vợ chồng mình hỏi thêm từ các bạn. Thôi chắc có lẽ mình cũng dừng cái video mình tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì hãy cho mình một like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để ủng hộ vợ chồng mình nhá. Nào chào chưa? Chào các bác đi. Con đang bận. Chào các bác. À, con đang bận ăn mì. Quay bạn đấy con ơi, rơi ra ngoài.